Không phải những niềm hy vọng hàng đầu như Hoàng Xuân Vinh hay Trần Quốc Cường mà chính xạ thủ Hà Minh Thành mới là người giành huy chương vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam ở SEA Games 29. Ở cuộc thi chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, Hà Minh Thành giành được 25 điểm, hơn đúng 1 điểm so với xạ thủ Amir Hassan của nước chủ nhà Malaysia để giành tấm huy chương vàng. Huy chương đồng ở nội dung này thuộc về xạ thủ Bonchai của Thái Lan. Chiến công của Hà Minh Thành là tấm huy chương vàng thứ 21 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.